Ê mấy thằng lồn cẩm nô quỷ đỏ, mấy thằng lồn mà đủ má đang chỉ đạo các những cái thằng trinh sát an ninh chính trị. Tao hỏi cái à, đủ đĩ mẹ tụi mày. Bây giờ tao là một cái thằng Đỗ Đức Hợp, chủ tịch Hội sinh toàn quốc, là cái một cái thằng đủ mẹ trình độ lớp 9 trên 12 thôi, đúng không? Thì đủ má tao hỏi tụi mày nè, tụi mày đủ má không bắt tao đi tù đi, không cho tao đi tị nạn chính trị đi, mà sao đủ mẹ con đĩ mẹ tụi mày, đủ má tụi mày đẩy con đĩ con điếm ăn chặn từ thiện lợi dụng cờ vàng hồng thái hoàng đưa nó đi đủ mẹ tị nạn chính trị làm lồn gì? Đủ má mày, mày tưởng tao là cái thằng ham đi nước ngoài, ham tị nạn chính trị để rời xa gia đình, anh chị em tao, vợ con tao hả? Con đĩ mẹ tụi mày, tao vạch mặt đủ má cái loại giống mày đứng sau lưng con đĩ Hồng Thái Hoàng, con điếm ăn chặn từ thiện lợi dụng cờ vàng để lường gạt từng đồng tiền mồ hôi xương máu của cộng đồng hải ngoại theo cái nghị định 36, là tức là nghị định văn hóa chính trị. Nhưng mà đủ có đĩ mẹ tụi mày, cộng sản quỷ đỏ cộng nô mày, tại Việt Nam tao đang đứng trên đất Việt Nam, tao đang đứng nơi tao cư trú tạm trú tạm vắng, tao vẫn chửi con đĩ mẹ tụi mày cộng sản, địt con đĩ mẹ tụi mày cộng sản quỷ đỏ cộng nô á. Chúng mày kêu đủ má lũ lượt địt mẹ chúng mày, đến bắt tao thử coi, bắt cái lồn má tụi mày vào đây đi, đủ má tao cho mày ăn bom xăng hết, chích con đĩ mẹ chúng mày hết. Thế chứ quỷ đỏ cộng sản chúng mày đủ má chỉ được cái giỏi nhất, hèn mới giặt áo với chân thôi. Những cái thằng mà an ninh chính trị hy sinh trùng ồ con chào con người quen đủ má đéo quen, đập chích mẹ luôn, nhưng mà người quen không giáo sứ không đâu, không sao hết à. Con đĩ mẹ tụi mày cộng sản, đi con đĩ mẹ cái lồn má tụi mày cộng sản. Tụi mày đến với tao đón đi, bắt tao đi ở tù, nhưng mà đủ má hỏi đâu có tị nạn chính trị không, tao khẳng định chúng mày luôn, tao mà đi tị nạn chính trị làm con đẻ tụi mày, tao mà đi tị nạn chính trị như con điếm Hồng Thái Hoàng ăn chặn từ thiện lợi dụng cờ vàng, tao bước ra đường tao tải cán nát thay, tao không nhìn mặt vợ con gia đình, chúng mày là cái loại sắp chết đến nơi rồi, cào cấu từng đồng thuế phí của người dân qua giá xăng dầu, qua những lần họ móc túi, họ đi mẹ mày. Ê, cộng nô quỷ đỏ đi mẹ chạy hết đủ mày, cái loại cộng nô quỷ đỏ đủ má kêu lại chửi chửi cha mắng mẹ đào mà không mà cha lên chạy hết đi mẹ trong đó. Nè cái clip này tao làm trực tiếp
nhìn rõ mặt tao nha bọn an ninh, bọn bộ công an. Mẹ chúng mày, gió mà đổi chiều tao đã từng tuyên bố với chúng mày rồi, gió đổi chiều tao sẽ là cái thằng khiến chúng mày phải bị tắm máu, nghe chưa? Vợ con chúng mày phải trả giá cho những hành động chúng mày. Hèn mới giặt ác với dân. Tao sẽ phân loại chúng mày ra, bảo vệ dân phố ra một góc. Dân quân tự vệ ra một góc. Công an khu vực ra một góc. Công an phường ra một góc. Công an quận gồm có gì? An ninh, trật tự xã hội ra góc. An ninh chính trị ra góc. Và tao sẽ cho người dân truy sát những thằng an ninh thành phố, an ninh bộ công an chúng mày ra một góc. Thằng nào thành khẩn khai báo. Mồi móc những thằng đồ má chỉ đạo mày hèn mới giặt ác với dân, đánh đập ngăn cản canh giữ người yêu nước ôn hòa. Phải chỉ ra giết cả vợ con chúng mày. Nếu chúng mày muốn toàn thây toàn mạng, nghe không? Gió đổi chiều rất là dễ, không lâu nữa. Chúng mày đưa ông có nội, ông có ngoại, mà cha, mà mẹ, mà cái ông có ông Sơ, ông Tờ, ông Tổng, Trung Cộng chúng mày vào đây để đàn áp người dân đi. Chúng mày sẽ thấy. Nhưng mà chúng mày quay về với nhân dân, tố cáo những cái thằng nào đã từng ra lệnh chỉ đạo thì chúng mày tố cáo những thằng nào hèn mới giặt áo với dân, chúng mày sẽ được người dân tha thứ. Tập thề với chúng mày, trong lòng tao, trừ khi tao chết bởi vì tay chúng mày, thì chúng mày sẽ không bao giờ bị tắm máu. Nhưng chúng mày để hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa còn sót lại thì chúng mày phải bị tắm máu. Chỉ đơn giản vậy thôi. Nếu chúng mày bây giờ tố cáo chúng tôi làm những cái việc này bởi vì chúng tôi vì cuộc sống, vì sự chỉ đạo, vì sự an nguy của gia đình, bởi vì khống chế của bọn cộng sản quỷ đỏ, chúng tôi đoái công chuộc tội, thì chúng mày sẽ thoát chết. Còn thằng nào không khai không báo, nó thề chúng mày, vợ con chúng mày muốn nhìn mặt chúng mày lần cuối. Never. Never. Chúng mày muốn nhìn mặt vợ con lần cuối. Never. Người dân miền Nam Việt Nam chúng ta, cộng đồng hải ngoại Việt Nam sẽ về không cho chúng mày đạt được cái ước nguyện cuối cùng.
dù họ có là những người đấu tranh cho tự do dân chủ, dù họ có là những người quyết tử cho tổ quốc quyết sinh như lời chúng mày kêu gọi hay không, dù họ có là những người ở một cái xứ sở văn minh như thế nào, họ cũng sẽ phải cho vợ con, cả dòng, cả họ, cả lò, cả lũ, cả tông ti họ à, chúng mày phải tắm máu để lấy lại những gì họ sẽ đã và đang bất hạnh từng ngày từng giờ từng tháng từng năm trên những vùng biển để đánh đổi sinh mạng như thế nào. Cộng sản không thể thay đổi, chỉ có thể bị tiêu diệt mà thôi. Nhớ nha, bọn hèn với giặc, ác với dân, chúng mày nhớ, nhớ lời tao nói nè. 1 tháng 5 tao đã từng tuyên bố chúng mày, mày đánh tao, đánh những người biểu tình, đánh những người vì một Việt Nam trường tồn và cường thịnh như thế nào, thì ông bà cha mẹ cả lò cả lóc cả hàng cả hốc, vợ cả con mày phải trả giá đến như vậy. Cái tao rất là vui mà tao không bao giờ ngăn cản cộng đồng người dân dân tộc Việt Nam trên quốc gia Việt Nam hình chữ S thân yêu phải biến cả nhà chúng mày đổ máu để rửa sạch những gì mà chúng mày gây ra cho dân tộc Việt Nam này. Nhớ nha, tao thề luôn á, tao thề luôn. Tao thích nhìn máu chảy đầu rơi để rửa nỗi oan khiên của miền Nam Việt Nam từ vị tuyến 17 trở về đất mũi Cà Mau. Chúng mày phải trả giá cho những hành động của chúng mày hèn với giặc, ác với dân. Cái